Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thiên Vũ Audio và mình là Long và trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người top 5 mẫu loa Bluetooth có giá thành từ 5 triệu đổ xuống và mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người những điểm mạnh, điểm yếu của từng mẫu loa để cho mọi người có thể tham khảo và tìm được một mẫu loa nào ưng ý nhất Bây giờ cùng bắt đầu thôi Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một em loa nhỏ gọn nhất trong video ngày hôm nay đó là Marshall William với thiết kế nhỏ gọn của mình kèm theo đó là một cái quai cao su ở phía đằng sau để mọi người có thể gắn lên cái tay lái xe đạp của mình điểm đặc biệt của em này là có cả micro đàm thoại để khi mọi người đi ngoài đường mọi người có thể nhận cuộc gọi chỉ với một nút nhấn thôi nha mọi người với công suất là 10W và kèm theo đó là một củ loa ở ngay chính giữa mặt loa thì em này nó sẽ phù hợp cho những dòng nhạc nào đó giải trí nhẹ nhàng thôi còn với những dòng nhạc mà cần bass nhiều như là ADM hoặc nhạc đen thì em này sẽ không thể hiện được hết cái hay của bài hát đó và về mặt công nghệ, em Marshall Relay này được tích hợp Bluetooth 5.1 kèm theo đó là khả năng chống nước IP67 Thì thứ nhất là về cái kết nối Bluetooth 5.1 mọi người yên tâm về cái mặt ổn định của em nó Thứ hai là về khả năng chống nước IP67 Với thời tiết Sài Gòn này thì nắng mưa thất thường, ấy, những cơn mưa nhỏ thì em này cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu, mọi người cứ yên tâm sử dụng Với mức giá hiện tại đang là 2 triệu 2 đến 2 triệu 3 thì em Marshall Relay này rất là xứng đáng cho những anh em biker đầu tư nếu các bạn thích đi camping cắm trại thì em JBL lip 6 này sẽ là một lựa chọn xứng đáng. Đầu tiên là về cái thiết kế của em này, các bạn có thể thấy thiết kế hình trụ nên là cầm nắm rất là dễ dàng cũng như là nhỏ gọn nên là khi mình bỏ vào vào ba lô của mình này nó sẽ không có chiếm nhiều diện tích. Thứ hai là về chức âm của em này thì các bạn cũng đã biết JBL nó mạnh về cái âm bass nên là em này cũng sẽ được hỗ trợ một cái củ lau woofer kèm theo đó là hai củ lau thụ động để tăng thêm phần âm bass lực hơn và dày hơn với những dòng nhạc mà IDM này, dòng nhạc đen này, em này sẽ là điểm mạnh của em nó. Còn về những dòng nhạc mà ballad, nhạc pop thì cái chạy âm mid và âm chép sẽ hơi mờ hơi tối. kèm theo đó là bluetooth 5.1 cùng với khả năng kháng nước IP67, cho nên là những buổi camping cắm trại của mình nếu mà có gặp trời mưa, mọi người cũng yên tâm về cái khả năng chống nước cũng như là kết nối của em này. và với MCV lớp 6 này có rất là nhiều màu sắc để cho mọi người lựa chọn, mọi người có thể lên web để tham khảo và hiện tại giá của em này đang là 2 triệu 6 đến 2 triệu 7 rất là phù hợp cho những anh em nào đam mê camping cắm trại có thể đầu tư vào. Tiếp theo là đến một dòng loa mới nhất trong năm 2024 và được rất là nhiều mọi người săn đón, đó là em Clip view Và với em Clip view này có một thiết kế tương tự với dòng loa Marshall. Tuy nhiên, về cái độ hoàn thiện cũng như là có một cái lớp bọc cao su bên ngoài giúp cho em này có khả năng chịu đựng cao hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó, em Clip NatVue này được tích hợp âm thanh 360 độ, kèm theo đó là công suất là 20W sẽ mang đến chức âm đầy khắp gian phòng của mình. Điểm đặc biệt của em clip nắp này đó là pin cực kỳ trâu cho đến 24 tiếng đồng hồ Tuy nhiên thì trong quá trình mình sử dụng mình test thực tế Mình mở mức âm lượng khoảng chừng 70 đến 80 trăm thì em này có thể phát nhạc trong khoảng 15 đến 16 tiếng đồng hồ Ngoài ra điểm đặc biệt hơn nữa là em này có thể sạc ngược lại cho điện thoại của mình Tuy nhiên thì nó sẽ hơi khá là chậm Chỉ dùng trong trường hợp nào mình khẩn cấp mà thôi Và về phần công nghệ của em clip nắp này vì mới ra mắt trong năm 2024 này thôi Nên là về công nghệ sẽ là mới nhất, mạnh nhất Bluetooth 5.3 sẽ giúp cho kết nối của mình thêm ổn định hơn và xa hơn có thể lên đến 11-12m đến Và với em clip Napfield này mình cũng đã có một cái clip review chi tiết về em này Nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm thì nhấn vào góc link bên phải nhé Với mức giá hiện tại của em clip Napfield này đang là 3 triệu 3 đến 3 triệu 4 thì mình nghĩ thì với những cái tính năng này, công nghệ của em này cực kỳ là vượt trội so với những dòng loa kia Nên là mọi người có thể đầu tư vào sắm một em loa về để trong phòng trang trí cực kỳ đẹp Đến với dòng loa tiếp theo đó là em Harman Kardon Onyx 7 Với những dòng Harman Kardon Onyx thì mọi người đã quá quen thuộc về cái thiết kế cực kỳ sang trọng, cực kỳ hiện đại Bên cạnh đó hãng cũng làm thêm một cái quai cầm bằng kim loại cho mọi người có thể dễ dàng di chuyển Tuy nhiên với em Harman Kardon Onyx 7 này thì mọi người chỉ nên dùng để đề co trong văn phòng của mình, nghe trong căn phòng của mình thôi Bởi vì thứ nhất pin em này khá là kém Bên cạnh đó Bluetooth chỉ là 4.2 thôi nên là khi mình mang ra đường á cái việc mà nghe trong thời gian lâu thời gian dài cũng sẽ rất là ảnh hưởng với pin của em nó cũng như là kết nối sẽ không được ổn định và về phần chức âm của em harman kardon onyx 7 đầu tiên về phần giải bass thì em này cũng khá là chắc và khá là khỏe nhưng nó không được lực như là em clip feel cái thứ hai đó là về giải chép và giải mid của em này khá là sáng bởi vì những dòng harman kardon đó giờ nổi tiếng về cái chức âm sáng và trong với mức giá hiện tại đang là 3 triệu 8 đến 3 triệu 9 thì em Hamacadong Onyx 7 cực kỳ phù hợp cho người đầu tư mang về nhà để trang trí thêm phần sang trọng hơn Và em loa cuối cùng trong video ngày hôm nay đó là em Audio Pro BT5 Với mức giá hiện tại là khoảng 4 triệu rưỡi đến 4 triệu 6 thì em Audio Pro này mang lại một cái công nghệ cũ đó là 4.0 này cũng như là không có khả năng kháng nước và không có pin Tuy nhiên với thiết kế của em này thì chủ yếu mình có thể đặt trong phòng để bình đài co với một cái diện mạo cực kỳ là vintage thiết kế của em là Aureo bt 5 này là thùng gỗ nha mọi người tuy nhiên thì ở phần trên và phần dưới được dán một lớp giả vân gỗ bên cạnh đó thì cũng có một cái lớp tấm bê căng được làm bằng vải điểm thêm một cái nét tinh tế cực kỳ đẹp cho em Aureo bt 5 và vì đến từ Bắc Âu cho nên em Aureo bt 5 này có một cái chất âm cũng tương tự với em Marshall tất cả các dạy âm nó đều trung tính nó không có nhấn mạnh quá về dạy âm nào cả về cái dạy âm chép và âm mít thì mình nghe theo mình cảm nhận mình thì nó hơi sáng hơi trong hơn một tỷ còn nếu mọi người muốn uh, âm bass nó thêm sâu thêm chắc hơn á, thì mọi người có thể lợi dụng cổng cộng hưởng này ở gần sát tường để cho cái âm bass thêm sâu hơn thêm chắc hơn về chất âm như thế nên là em Euro BT5 này có thể tối ưu nhất về những dòng nhạc như là pop này, ballad này, dòng nhạc nhẹ nhàng. Tuy nhiên thì những dòng nhạc mà có bass mạnh như ADM hoặc là uh, nhạc dance thì em này sẽ không có thể hiện được tốt hết toàn bộ trọn vẹn bài hát. Và những sản phẩm trên là top 5 mẫu loa trong phân khúc dưới 5 triệu tốt nhất trong năm 2024. Và nếu mọi người có thắc mắc gì thêm thì hãy để lại phần comment phía dưới nhé. Và nếu thấy video này hay hãy like, share, subscribe để ủng hộ kênh Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại.